Chào tất cả mọi người đã đến với Trà Đá Trứng và mình là Tú Anh, người sẽ dẫn mọi người đi nhìn về một cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm nay. Thì nếu đây là lần đầu tiên mọi người ghé thăm kênh của mình thì đừng ngại đăng ký kênh để đón chờ những cái thông tin về thị trường cũng như là những cái kiến thức trong đầu tư. Và ở dưới phần mô tả mình có để cái đường link dẫn vào room cộng đồng khuyến nghị cũng như là tư vấn các mã cổ phiếu cũng như là cập nhật những cái diễn biến trong phiên, thì mọi người có thể tham gia vào đấy và mình sẽ hỗ trợ tư vấn mọi người được cái lợi nhuận tốt nhất trên thị trường này. Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào VN Index trong phiên ngày hôm nay. Thì VN Index hôm nay tăng 0, giảm 0,26 điểm. Tuy nhiên, nhìn về một cái chung á, mình thấy phiên hôm nay khá là tích cực vì nó giảm điểm là nó giảm vào phiên ATC, chứ cả một cái phiên ngày hôm nay gần như là nó luôn giữ được một cái xu hướng tăng. Tất nhiên là nó sẽ có cái sự rung lắc trong đấy, nhưng mà cái xu hướng tăng nó vẫn đang chiếm ưu thế. Thì nó là một trong những cái điểm cộng rất là tốt cho VN trong phiên này. Được chưa? Thì ngày hôm nay mở cửa ở mức giá là 1.123.28, đóng cửa tại 1.121.99, giảm 0,26 điểm, tương đương giảm có 0,02%, không nhiều. Độ động thị trường thể hiện qua 219 mã tăng, 250 mã giảm và 111 mã tham chiếu. Bây giờ, tác động tới VN Index là có 3 mã, top 3 mã ảnh hưởng tiêu cực đến VN Index là có LGC, SAB và VCB. Ba mã ảnh hưởng tích cực là có MN, TBB và HNG. Nhưng mà mọi người phải để ý một điều, đó là ngày hôm nay gần như là cái khối ngoại người ta đã, có lẽ là người ta đang đảo chiều xu hướng, người ta không còn bán tháo nữa. Và ngày hôm nay khối ngoại mua ròng đâu đó hơn 114, không, mua ròng hơn 114,1 tỷ luôn. Thì nói chung đây là một cái tín hiệu khá là tốt cho thị trường trong những phiên này. Thì ngày hôm nay khối ngoại mua ròng chủ yếu những cái mã như là HCM, TP Bank và VHM đó. Mansan cũng mua được nhiều này, Vietcombank cũng mua nhiều này, Thế Giới Di Động cũng được mua khá là tốt. Thì Vinamilk vẫn là một cái mã đang bị bán ròng trong những phiên gần đây. Thì bây giờ chúng ta đi vào luôn cái thị trường chung, nói về cái thị trường chung để chúng ta biết cái xu hướng trong những phiên tới cũng như là nhận định của thị trường trong những phiên tới nó sẽ diễn biến như thế nào, để mình có được một cái kế hoạch cũng như là một cái hướng đi tốt nhất cho thị trường cũng như là cơ cấu lại danh mục đầu tư của anh em ha. Bây giờ vào cái biểu đồ. Đối với chỉ số VN Index trong phiên ngày hôm nay, về một cái xu hướng thì á, hôm mình có nói là khi mà nó break qua khỏi cái mức giá là 1.117, nó đã xác nhận là phá vỡ một cái xu hướng giảm trong ngắn hạn. Thì đây được xem là một cái dấu hiệu khá là tích cực. Thì ngày hôm nay nó vẫn đóng cửa đây. Thì đối với nhận định của mình, đối với thị trường chung như thế này, mình nghĩ rằng nó sẽ còn điều trong tuần này có khả năng nó sẽ chạm về mức 1.130. Đó. Thì nếu mà đến 1.130 nó có cái nhịp điều chỉnh của nó thì mình tính sau. Còn nhìn về cái thị trường trong phiên ngày hôm nay, thanh khoản VBS, đối với lại cái thanh khoản của nó trong ngày hôm nay hơn 17 tỷ, hơn 17.000 tỷ đi vô thị trường, thì nó cũng được coi là cái hơn 19.333 tỷ đi vô thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thì có thể thấy là cái dòng tiền nó đang bắt đầu quay lại với thị trường. Thì với một cái dấu hiệu là dòng tiền nó quay trở lại với thị trường thì tức là nhà đầu tư người ta đang sẵn sàng, để tâm lý là người ta sẽ đổ tiền vào thị trường chứng khoán này trong những phiên tới cũng như là vào giai đoạn Tết. Thì nó là một trong những cái điểm cộng cho thị trường trong những phiên tới về cái đà, tiếp tục cái đà tăng điểm của nó ha. Thì thị trường chung nó tốt, nó kéo lên 1.130 thì những cái mã cổ phiếu nó cũng sẽ có thay nhau bùng nổ để tăng lên những cái target mới của thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số cái mã nó tiêu biểu trong phiên ngày hôm nay, cụ thể như là mã tăng đi ha, thì có TPBank. TPBank trong phiên ngày hôm nay nó break lên khỏi cái đường MA20 của nó ở cái mức giá, khỏi cái giá là 17.2, 17.1, 17.15 này nè. Đó, nó break qua khỏi mức 17.15 này. Thì trong phiên ngày hôm nay nếu mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng mua con TPBank này thì mọi người có thể gia tăng tỷ trọng mua nó. Tuy nhiên mình không khuyến nghị mọi người mua thêm TPBank vì con này target kỳ vọng của mình nó trong nhóm ngành ngân hàng, mà nhóm ngành ngân hàng thì trong giai đoạn này mình thấy là nó đang hơi
yếu hơn so với những cái mã khác cũng như là những cái nhóm ngành khác mà trong cái thị trường giai đoạn này. Đó. Thì nếu mà gia tăng tỷ trọng của TPBank thì cứ gia tăng thôi, 30%. Target ngắn hạn của nó sẽ về lại cái 18. Sau đó nó sẽ điều chỉnh lịch trình một thời gian và có lẽ nó sẽ về lại cái đỉnh đây, nó sẽ về lại cái đỉnh trên đây ở mức giá 19.520. Đó thì đây sẽ là hai cái target cho con TPBank này. Và cái nếu mà mọi người gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn này ở cái mức giá 17.2, 17.3 này á thì mọi người phải quan trọng quan sát kỹ, nó về là cái đáy cũ, là nó về mức giá 16.5 là mọi người phải cắt lỗ, không có gồng lỗ con này ha. Đó là về con TPBank trong phiên ngày hôm nay, thanh khoản đi vô gấp đôi với lại thanh khoản của phiên ngày hôm qua, tuy nhiên nó mới chỉ đang chạm đường trung bình MA20 thôi thì nó chưa nói lên được cái gì cả. Sau con TPBank này sẽ là đi ngang qua con BSI đi. Đối với BSI trong phiên ngày hôm nay không khuyến nghị mọi người mua vào nó, vì nếu mà nhìn từ cái đáy này của nó đi lên nó cũng tăng được 89% rồi, 8,76%. Đây được coi là một trong những cái dấu hiệu của vùng quá mua, mà đã nó đã vào giai đoạn là quá mua rồi thì không khuyến nghị mọi người mua đó. Và cái thứ hai để mình không khuyến nghị mọi người mua là nó sắp chạm vào cái kháng cự 48.5. Với cái kháng cự 48.5 này nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh đó, nó sẽ điều chỉnh trong cái phiên này để có chờ một cái dòng tiền nó xác nhận nó break ra khỏi mức 47.5, 48.5 này á thì nó mới là cái điểm mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô con BSI. Mình ghi nhầm con BID. Đó, đó là về con BSI. Sau con BSI này sẽ đi thêm một vài con nữa như là, thì có lẽ là sau cái con BSI này thì chúng ta sẽ đi ngang qua thêm một vài cái mã trong nhóm ngành chứng khoán trong phiên ngày hôm nay. Thì chứng khoán trong phiên ngày hôm nay nó là một con HCM, nó là một cái con nó gần như là nó bùng nổ và nó kéo nhóm ngành chứng khoán đi lên không nhiều, nhưng mà chứng khoán ngày hôm nay nó thể hiện cái sự tích cực của thị trường. HCM thanh khoản ngày hôm nay của nó gấp đôi trung bình 20 phiên thì chứng tỏ là cái dòng tiền nó đang bắt đầu bơm vào cái nhóm ngành chứng khoán. Nhìn về cái dòng tiền của những phiên trước, nó được bơm từ hôm bùng nổ từ hôm 20 tháng 12 đó là đã bùng nổ một lần rồi, xong giai đoạn này tiền cứ vào đều 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 đều, và trong phiên ngày hôm nay nó tiếp tục bùng nổ tiếp và ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá 33.4. Ở mức giá 33.4 này á mình không khuyến nghị mọi người gia tăng tỷ trọng vô HCM. Tuy nhiên nếu mà mọi người đang nắm giữ con HCM này thì mọi người có thể kỳ vọng cái target trong của nó sẽ khi mà thị trường tốt đủ, thị trường đủ tốt như cái giai đoạn này á thì nó sẽ về lại cái mức giá là 36.7. Đó là cái target ngắn hạn. Tuy nhiên con này nếu mà nó còn tiếp tục điều chỉnh tiếp đi lên thì nó lên cái mức giá là cái 0.40 đến 42 này là điều có thể xảy ra. Đó thì quan trọng là mọi người đang giữ vị thế như thế nào. Thì nếu mà mọi người đang nắm giữ HCM thì mọi người cứ tiếp tục nắm giữ, không sao cả. Nếu mà nó trong cái giai đoạn mà người đầu tư mà nó lủng 30 thì ai đâu nhầm, mình nhầm. Đây, lủng cái đáy cũ ở mức giá 33 30.5 đến 30.6 thì mọi người cắt lỗ, không có gồng giữ con này. Đó. Thì sau con HCM này sẽ đi thêm một vài con trong cái nhóm ngành chứng khoán. Để nói xong nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ sang những cái nhóm ngành khác nó ok hơn ha. Thì con VND, VND trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 22, thanh khoản không nhiều. Tuy nhiên con này nếu mà mọi người muốn gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn này thì đang chuẩn bị có điểm mua để mọi người gia tăng tỷ trọng trong phiên tới. Nếu mà nhóm ngành chứng khoán nó vẫn đang có một sự bùng nổ, cái đà bùng nổ của nó thì mọi người có thể gia tăng tỷ trọng khi mà nó break qua khỏi cái mức giá là 22.3. Với cái sự break lên khỏi cái mức giá 22.3 này sẽ là xác nhận cho một cái xu hướng tăng của con VND này. Thì kỳ vọng target, kỳ vọng của mình đối với con VND nó sẽ nên lên 25. Đó. Thì đó là về target ngắn hạn của con VND ha. Tiếp đến là con SHS. SHS trong hôm nay, SHS trong phiên ngày hôm nay thì nó đóng cửa chạm vẫn đang ở cái đường biên MA20. Thì với cái sự đường biên MA20 như thế này thì mình không khuyến nghị mọi người đầu tư SHS trong phiên này, vì dòng tiền của nó trong giai đoạn này nó chưa thật sự được bơm vô, nó đang bơm chủ yếu là con HCM đó. Thì SHS giai đoạn này mọi người quan sát thì mọi người tiếp tục quan sát, nó break qua khỏi cái mức giá 18.5
19, break qua khỏi 19 thì mọi người có thể gia tăng 50% tỷ trọng vô đó. Lót hàng khi mà break lên lại mức giá 19.7 thì có thể full tỷ trọng vô con SHS. Thì này mọi tiếp tục nói về câu chuyện SHS trong phiên ha. Thì mọi người có thể thấy là trong giai đoạn này nó đang trong cái thời kỳ là nó siết đường biên Bollinger Band. Thì khi mà nó siết cái đường biên Bollinger Band như thế này thì nó đang thể hiện cho rằng SHS đang trong cái giai đoạn tích lũy đi ngang sideways, đúng không? Thì sideways như thế này thì cứ chờ nó break qua khỏi cái mức giá đó, nó xác nhận xu hướng, nó xác nhận là một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn thì mình thêm tiền vô đó, nó sẽ ăn được cái lợi nhuận tốt nhất cho mình, cho nhà chị đầu nhà đầu tư. Đối với con VIX là một trong những cái con mã chứng khoán mà mình khá là thích. VIX thì trong phiên ngày hôm qua mình có khuyến nghị anh chị nhà đầu tư trong room của mình là có thể gia tăng tỷ trọng con này vô cái mức giá 17.1. Với cái mức giá 17.1 này thì có thể lót 50% hàng để gia tăng lợi thế cũng như là xem cái thị trường nó biến động như thế nào. Thì nếu mà nó break hoặc nó xác nhận chạm 17.3 và break lên thì mình có thể full tỷ trọng vô con VX này. Kỳ vọng target ngắn hạn của nó sẽ lên đến mức giá là 19.6, 19.7. Đó, thì con này nếu mà lủng 16.5 thì mọi người cắt lỗ không sao cả. Thì con VIX này thì mua, gia tăng, có thể. Mình sẽ thêm một vài con trong cái danh mục đầu tư của mình, con FTS. Con FTS này thì danh mục đầu tư của mình ôm hàng khá là lâu rồi. Mình ôm từ hồi cuối tháng 11, từ đâu đó ngày 29 này. Đây, từ đây. Đến ngày hôm nay, room của mình tăng 6,3%. Không nhiều, tuy nhiên con này kỳ vọng của mình nó sẽ đi lên cái nó sẽ phải điều chỉnh lên cái target trên đây là 47, về cái đỉnh cũ của nó là target ngắn hạn của mình là phải lên 47. Thì đến đây mình có thể hạ tỷ trọng bớt. Tuy nhiên con này nếu mà nó xác nhận lủng giá, nó xác nhận lủng về cái mức giá đáy cũ dưới đây là mức giá 41 thì mình 41.5 mình sẽ hạ tỷ trọng con FPS này. SSI cũng là một trong những cái mã cổ phiếu trong room khuyến nghị của mình đang khuyến nghị đang ở trong danh mục đầu tư. Thì con SSI trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 32.8. Với mức giá 32.8 như thế này, nếu mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô con này thì nếu mà mọi người muốn nha, gia tăng tỷ trọng vô con SSI này trong giai đoạn này thì hoàn toàn có thể gia tăng tỷ trọng. Vì nó đã xác nhận break lên khỏi cái đường trung bình EMA 20. Dòng tiền vào cái nhóm ngành chứng khoán dạo gần những phiên gần đây nó khá là tốt và thị trường chung nhìn chung là thị trường đang bắt đầu vào cái xu hướng là dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường. Đó, nó là một trong những cái dấu hiệu khá là tốt của nhóm ngành chứng khoán. Thì gia tăng con này, gia tăng tỷ trọng vô cái con SSI này thì target của nó sẽ về lại cái mức target của nó sẽ về lại cái đỉnh. Mình sẽ đặt target hầu như là target của mình sẽ về lại đỉnh cũ. Khi mà xác nhận vượt cái đỉnh cũ thì nó sẽ có những cái target tiếp theo. Thì target của con này sẽ về mức giá là 36.8. Đó. Thì gia tăng tỷ trọng vô đây thì mọi người chỉ nên lót 50% tỷ trọng của mình khi mà nó break qua khỏi mức giá 32.8 sẽ là ok nhất, là đẹp nhất. Này, nhìn về nếu mà nhìn về một cái xu hướng tăng đi thì thật sự là mọi người có thể thấy là con này đang trong một xu hướng tăng rất là ok mà. Đó thì chỉ cần nó chờ nó xác nhận break qua khỏi cái mức giá 38 32.8 nó sẽ là một cái điểm mà mọi người gia tăng tỷ trọng đẹp vô SSI. Đi ngang thêm một vài con SSI có con MBS trong phiên ngày hôm nay. MBS trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 22.8. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngang qua nhóm ngành bất động sản, là một cái nhóm ngành gọi như là trong phiên ngày hôm nay nó có một cái sự khá là tiêu cực vì nó bị ảnh hưởng bởi thông tin của một bài báo, đó là bài báo về con HDG. Đây, mọi người có thể thấy là thanh tra chính phủ gọi tên HDG trong loạt vi phạm điện mặt trời ở Bình Thuận. Thì đầu tiên là đi về HDG để xem HDG ngày hôm nay bị bán tháo như thế nào. Đây, đối với con HDG trong phiên ngày hôm nay, mọi người có thể thấy là thật sự á là những cái tin nó khi mà cái tin nó ra rồi á thì nó là cái tin sẽ đi chậm hơn so với cái dòng tiền. Thì mọi người có thể thấy là trong phiên trước là cái dòng tiền nó đã bị bán mạnh rồi. Thì trong phiên ngày hôm nay tin ra một phát bán gần như là gấp đôi trung bình 20 phiên luôn. Hôm nay giá lủng luôn đường EMA 20 đóng cửa tại 27.6. Và theo như mình nghĩ, con này trong phiên tới nó sẽ tiếp tục bị bán tháo và sẽ tiếp tục giảm. Đó. Tuy nhiên á, mọi người phải để ý cái này này. Thị trường hiện tại đang tốt. Nên á, là những cái mã nào mà nó chết, mã nào mà bị ngỏm, bị yếu trong cái giai đoạn này á, do tin tức đồ này kia, thì phải xác nhận.
Đó là cái tin tức xấu của cái mã đó, chứ không phải là tin tức xấu của thị trường hay là của chung nhóm ngành. Nên là mọi người có đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản trong giai đoạn này thì mọi người cứ yên tâm. Con này ngày mai nó yếu, hôm nay thị trường nó yếu, nhưng ngày mai con này có thể nó yếu nhưng thị trường nó vẫn sẽ lên, nhóm ngành bất động sản nó vẫn sẽ lên. Đó, bây giờ đi thêm một vài cái con trong nhóm ngành bất động sản. Đó là con đất xanh. Đất xanh trong ngày phiên ngày hôm nay, mặc dù nó lủng MA20 nhưng á dòng tiền của nó không thật sự vào nhịp, không thật sự bị bán nhiều. Chỉ là nó đang bị ảnh hưởng tiêu cực vì một cái mã chứng khoán trong nhóm ngành, trong cái rổ của bất động sản thôi mà, trong nhóm ngành bất động sản thôi mà. Thì con này hôm nay đóng cửa tại 18.9. Thì nếu mà mọi người đang nắm giữ con HC, con DHG này á, DG này, thì mọi người cứ tiếp tục nắm giữ con này. Kỳ vọng target của nó sẽ về lại mức giá đỉnh cũ của nó là ở mức giá 22. Đó, tiếp tục nắm giữ trong giai đoạn này, bình tĩnh, kệ tin tức của nhóm của mã khác chưa phải mã này, ok chưa? Đó, sau đấy rồi sẽ là Novaland trong phiên. Novaland trong phiên thì thật sự nó vẫn đang sideways trong một cái hộp từ giá 16 đến 17. Thì khi mà nó xác nhận 16 đến 17.5, thì khi mà nó xác nhận break lên khỏi 17.5 thì là nó xác nhận xu hướng tăng. Còn nó mà lủng xuống dưới thì thôi, mình đâu có gia tăng tỷ trọng như Novaland này đâu mà lo. Thì tiếp đến là con DIG. DIG trong phiên này không có điểm mua. DIG hiện tại đang đóng cửa tại mức giá là 26.55. Nếu mà anh chị đang nắm giữ DIG thì con này target kỳ vọng của nó lên mức giá là 29.6. Còn nếu mà lủng về cái đáy cũ của nó là 25 thì mọi người hạ tỷ trọng, bán cắt lỗ đi. Đó, tiếp đến là BDR. Con BDR này hôm nay nó đang chạm vào cái kháng cự 27.8. Với cái kháng cự 27.8 như thế này, nó sẽ điều chỉnh tiếp, nó vẫn sẽ lình xình ở cái mức hỗ trợ này, điều chỉnh thêm vài phiên tới để khi mà có cái dòng tiền xác nhận đi vô, một là dòng tiền đi vô để nó break lên khỏi cái kháng cự này thì là đẹp, hai ấy, là thị trường tốt để nó kéo chung cái nhóm ngành đi, chung cả cái nhóm ngành này đi lên lại thì break lên. Thì con này target kỳ vọng của nó sẽ về lại mức giá, nói chung con này target kỳ vọng của mình nó chỉ cần về đến 32 đến 33 là ok rồi. Đó, thì là target của con BDR. Tiếp đến là con VHM trong phiên ngày hôm nay. VHM trong phiên ngày hôm nay đang đóng cửa tại mức giá là 41.9 tham chiếu. Tuy nhiên, mọi người đang thấy là nó đang chạm vào đường biên Bollinger Band, và đường biên á, nó cũng đang có một cái sự siết nhẹ như thế này. Thì khả năng con này nó đang sideways, con này nó sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong những phiên tới ở trên cái trên đây, nó sẽ còn tiếp tục lình xình đi nha. Trên cái mức giá là 49.2 đến 41.2 đến 42.1. Đó, nó sẽ lình xình đi ngang trong giai đoạn này thêm một thời gian nữa để khi có dòng tiền nó đi vô, nó xác nhận là một là trên tăng, hai là trên giảm. Vậy thôi. Đó là về con VHM, không khuyến khích mọi người đầu tư VHM trong giai đoạn này. Con SEL trong phiên ngày hôm nay cũng khá là có nhiều cái để nói. Thì con SEL trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 22.8, đang chạm vào đường biên MA20 thì khả năng nó vẫn sẽ lình xình đi ngay trong giai đoạn này thêm một thời gian nữa. Nó phải có dòng tiền nó xác nhận nó break có khỏi cái mức giá 22.8 này thì nó mới là cái điểm mà mọi người có thể gia tăng thị trọng của con sell. Đó là về nhóm ngành bất động sản. Thì đi xong cái nhóm ngành bất động sản sẽ đi ngang qua nhóm ngành khu công nghiệp trong phiên ngày hôm nay có những cái biến động như thế nào. Thì con EHR, con PHR trong phiên ngày hôm nay, thật ra là PHR hôm qua nó đã có dòng tiền nó bơm vào rồi, thì ngày hôm nay cái dòng tiền của nó vẫn khá là tốt, vẫn lớn hơn trung bình 20 phiên, và hôm nay đóng cửa tại mức giá là 49.5. Với mức giá 49.5 này, trong phiên tới nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh, nó về lại cái Đa Bát, về lại cái mức giá đi ngang đây, nó sẽ về lại đi ngang trong cái hộp này 46.5 đến 48.8. Đó là cái hộp đi ngang, sau đó có cái dòng tiền bơm vô nó break lên lại thì nó sẽ là cái xác nhận đi lên của con PHR này. Thì sau PHR sẽ là con ITA đi. ITA thì thật ra giai đoạn này nó không có gì để nói nhiều cả. Giai đoạn này thì đâu có ai khuyến nghị mọi người gia tăng tỷ trọng ITA đâu. ITA ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 6.7. Thì nó sẽ xác nhận break lên khỏi mức giá 6.8 thì nó mới xác nhận là nó có cái đà nó tăng lại trong những phiên tới. GVR,
GVR ngày hôm nay đóng cửa tại 20.25. 20.25 này thì đang chạm vào cái kháng cự 20.25, nên là phải có cái dòng tiền. Nói chung giai đoạn này quan trọng nhất là nếu anh chị đang nắm giữ hàng thì anh chị quan trọng với vị thế của anh chị. Còn nếu mà anh chị đang chưa nắm giữ hàng mà anh chị đang muốn gia tăng tỷ trọng vô á, thì mọi người phải cân nhắc xem những cái mã mà nó có cái nền tích lũy đủ tốt thì mọi người hàng gia tăng tỷ trọng đi vô. Còn con GVR này thì giai đoạn này thật sự thì chờ nó break lên khỏi cái giá 22.4 thì mới là cái điểm mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng được. Tại vì hiện tại nó đang trong một cái xu hướng tăng. Nó đang trong một cái xu hướng tăng từ giai đoạn ngày 1 tháng 11 đến nay, vẫn giữ được một cái sự tăng tốt như thế này, thì mã này nói chung là nó khá là đẹp đó. Sau đó là IDC đi. IDC ngày hôm nay thì đóng cửa tham chiếu. Tuy nhiên ngày hôm nay đang chạm vào đường biên Bollinger Band, và đường biên Bollinger Band của nó trong giai đoạn này nó cũng đang có một sự siết đường biên nhẹ, thì nó vẫn sẽ đi ngang, nó vẫn sẽ sideways trong cái hộp này một thời gian nữa. Khi mà nó xác nhận có dòng tiền nó đi vô, nó break lên khỏi cái mức giá là 51.9, nó sẽ là cái điểm để mọi người gia tăng tỷ trọng vô IDC, cũng như là kỳ vọng vào một cái lợi nhuận con IDC này trong thời gian, trong những cái sự tích cực của thị trường. Dầu phân trong phiên ngày hôm nay nó cũng có khá là nhiều thứ để nói. Đầu tiên là về con BVD. Con BVD trong phiên hiện tại, BVD đang trong một cái xu hướng tăng từ giai đoạn 31 tháng 10 đến nay, nó vẫn đang trong một cái xu hướng tăng khá là ổn. Thì con này gia tăng tỷ trọng. Hiện tại nếu mà anh chị đang nắm giữ hàng thì target của nó sẽ là ở cái đỉnh cũ 30. Đó là về target target hiện tại mọi người đang nắm giữ. Con này thì nếu mà nó lủng lại về mức giá 26.8 thì mọi người cắt lỗ. Còn nếu mà mọi người muốn gia tăng tỷ trọng của BVD trong giai đoạn này thì cân nhắc có thể gia tăng tỷ trọng của nó trong cái sự rung lắc này đó, ở mức giá từ 28.6 đến 20 27.6 đến 28.3 là cái điểm mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô BVD ok nhất cũng như là đẹp nhất trong giai đoạn này mà mình nhận thấy được. Sau đấy là con BVS. Con BVS trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá là 38.7. Với mức giá 38.7 như thế này, nó đang chạm lại vào cái đường này, kéo lại cái kéo đè bên cái râu nến thì lên, thì nó đang đóng cửa ngay tại cái râu nến của cái phiên ngày 25 tháng 12 luôn. Thì ngày mai, trong phiên ngày mai nó có cái sự xác nhận nó break lên khỏi cái mức giá 39 này, nó sẽ là một cái điểm mua đẹp nếu để mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô con BVS. Thì target kỳ vọng của con BVS này nó sẽ là mức giá 40 đến 41 đến 42. Nếu mà nó lùng vào mức giá 37.3 thì mọi người cắt lỗ. Còn DCM. DCM trong phiên ngày hôm nay đang chạm vào đường biên EMA 20 và đang đóng cửa tại mức giá 32.3. Với mức giá 32.3 và cái dòng tiền nó cũng không quá là nổi bật, không quá là xuất sắc như giai đoạn này, thì con này nếu đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ, còn nếu không có hàng thì thôi chờ nó break qua khỏi cái đây. Ôi rồi ôi, sorry mọi người, chờ nó break qua khỏi cái mức giá là 32.1 sẽ là cái anh nhầm, mức giá là 32.7 nó sẽ là cái điểm mà mọi người có thể mua gia tăng con DCM đẹp nhất. Đó thì đi thêm một vài con trong nhóm ngành vận tải có HAH thì ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá 37.75. Chạm vào đường biên EMA, đường biên Bollinger Band, khả năng trong những phiên tới nó sẽ còn tiếp tục điều chỉnh lình xình trong mức giá từ 36.5 đến 38 đến 39.5. Đó. Thì đây nó sẽ đi ngang trong cái giai đoạn như thế này. Thì mọi người cứ chờ khi mà nó xác nhận, nếu mà mọi người muốn gia tăng thì chọn mua con HAH này thì mọi người phải chờ nó đi ngang đủ và nó xác nhận break lên khỏi cái mức giá 39.4 thì mọi người mới có thể gia tăng tỷ trọng vô nó. Tiếp đến là con VOS. VOS trong phiên ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá 11.55. Với mức giá 11.55 này thì không có điểm mua cho mọi người trong giai đoạn này. À, mình thấy là nãy giờ mình đi cũng khá là nhiều mã cổ phiếu rồi, thì có lẽ chung quy lại thị trường trong phiên ngày mai nó vẫn giữ được cái sự tích cực. Thì kỳ vọng thị trường trong phiên trong tuần này nó lên được 1.130 đi. Đó là target của thị trường đối với mình. Thì chắc là mình xin phép dừng cái video nhận định của mình tại đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ cũng như là đạt được nhiều lợi nhuận trên thị trường. Tạm biệt mọi người.